Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa, theo hội đồng xét xử, dù bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam không kháng cáo, song tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần ý kiến của luật sư. Viện Kiểm sát giảm cho bà 3 tháng tù, Cùng với đó, bà Hằng thể hiện ăn năn hối cải về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường. Tuy nhiên, sau khi được giảm án, nhiều người thắc mắc bà Hằng còn phải chấp hành án bao lâu và khả năng được giảm án như thế nào. Theo luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, bà Phương Hằng được giảm 3 tháng tù, tức là mức án bà Hằng phải thi hành là 2 năm 9 tháng tù. Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính từ ngày bị bắt tạm giam đến nay, ngày 5 tháng 4 năm 2024, thì bà Hằng đã chấp hành được 2 năm 11 ngày. Như vậy, bà Hằng còn phải chấp hành bản án trên đến ngày 24 tháng 12 năm 2024, tức còn 8 tháng 19 ngày nữa là hết thời gian phạt tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về thi hành án, người thi hành án còn có thể được giảm án theo quy định. Vậy nên có thể bà Hằng còn được giảm án vào các đợt giảm án nữa. Việc được giảm án này còn tùy thuộc vào thành tích và việc thi hành án của bà Hằng. Do đó, nếu bà Hằng chấp hành án tốt thì có thể được giảm án và không phải thi hành hết bản án tòa tuyên. Tại Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và Đồng Phạm. Hội đồng xét xử đã giảm án cho cả năm bị cáo vì có tình tiết giảm nhẹ mới. Tại phiên tòa, bà Hằng tươi tắn, dạng dỡ với nụ cười tươi, làn da trắng sáng, răng đính kim cương, môi đỏ mọng đôi tai nổi bật với hai khuyên tai nhỏ xinh. Bà bày tỏ sự ân hận khi thực hiện hành vi phạm tội cũng như niềm hạnh phúc nếu được giảm án dù chỉ một ngày. Theo dõi phiên tòa, nhiều người thắc mắc là luật quy định sao về quyền của người đang chấp hành án, họ được thăm gặp, nhận đồ tiếp tế ra sao. Trả lời vấn đề trên, thạc sĩ luật sư Nguyễn Trương Văn Tài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết phạm nhân có các quyền theo khoản 1 điều 27 luật thi hành án hình sự năm 2019. Trong đó có quyền được bảo đảm chế độ ăn ở, mặc đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế theo đúng quy định, gửi, nhận thư, nhận quà, tiền, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án. Đồng thời, phạm nhân có các nghĩa vụ như chấp hành bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân. Về vấn đề thăm gặp, theo khoản 1 điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, thì phạm nhân sẽ được gặp thân nhân một lần một tháng, mỗi lần gặp không quá một giờ. Căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án, yêu cầu giáo dục cải tạo, thành tích lao động, học tập của phạm nhân có thể kéo dài thời gian gặp thân nhân nhưng không quá 3 giờ, hoặc được gặp vợ chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công thì được gặp thân nhân thêm một lần trong tháng. Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì 2 tháng, được gặp thân nhân một lần, mỗi lần không quá một giờ những người được gặp phạm nhân gồm ông bà nội ông bà ngoại bố mẹ đẻ bố mẹ vợ hoặc chồng bố mẹ nuôi hợp pháp vợ hoặc chồng con đẻ con dâu con rể con nuôi hợp pháp anh chị em ruột anh chị em dâu rể anh chị em vợ hoặc chồng cô gì chú bác cậu cháu ruột người thân khi đi thăm phạm nhân được mang đồ vật vào nhà gặp phạm nhân nhưng không được mang các đồ thuộc danh mục cấm như vũ khí quân dụng súng săn chất gây mê chất cháy các chất cấm Trường hợp được gặp phạm nhân ở phòng riêng, người thân chỉ được mang các vật dụng cá nhân như quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lực nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai và phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nếu gặp vợ hoặc chồng. Theo khoản 2 điều 6 thông tư 14 năm 2020 TTBCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân. Về đồ gửi cho phạm nhân, theo điều 52 luật thi hành án hình sự năm 2019, khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền, đồ vật trừ đồ vật thuộc danh mục cấm. Do đó thân nhân có thể đem theo thư, tiền hoặc các đồ vật khác miễn là pháp luật không cấm để gửi cho phạm nhân. Những đồ này phải được kê khai vào phiếu gửi đồ vật cho phạm nhân, đồng thời thân nhân phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về đồ vật được gửi. Cũng cần lưu ý khi gửi tiền mặt cho phạm nhân, số tiền này sẽ không được đưa trực tiếp cho phạm nhân để tiêu số tiền này sẽ được bàn giao về đội hậu cần, tài vụ, quản lý và được tính vào sổ mua hàng hóa của phạm nhân để người này có thể mua các đồ ăn, vật dụng được bán tại căng tin của trại giam. Mỗi lần gặp phạm nhân, thân nhân chỉ được gửi tối đa 5kg đồ vật. Ngoài ra mỗi tháng, người thân cũng được gửi tiền và đồ vật cho phạm nhân 2 lần với mỗi lần không quá 3kg. Nếu gửi một lần thì được gửi tối đa 6kg, theo điều 9 thông tư 14 năm 2020 TTBCA bị cáo chu lập cơ chồng trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square cho biết đến tận giờ phút này dù hết sức bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn không thể tin được gia đình lại vướng vòng lao lý ông chu lập cơ nói vợ tôi đang phải chịu trách nhiệm tất cả cho những sai phạm dù là nhỏ nhất bị cáo cảm giác xót xa với người vợ khiến bản thân khó tha thứ cho mình theo bị cáo cơ bản thân là doanh nhân nước ngoài khi đến việt nam ông gặp bị cáo trương mỹ lan và xây dựng gia đình nghĩ rằng sẽ sống yên ổn tuy nhiên vì có những nước đi sai lầm gia đình phải rơi vào vòng tù tội với mức hình phạt bị đề nghị rất nghiêm khắc bị cáo chu lộc cơ trình bày tôi vô tình trở thành đồng phạm vô tình hay hữu ý cũng không thay đổi được gì chỉ mong hội đồng xét xử cứu xét cho vợ trương mỹ lan không bị tử hình cháu ruột trương huệ vân được giảm án để có thể lo cho gia đình tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục hậu quả vụ án bị cáo chu lập cơ mong hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất bởi quỹ thời gian không còn nhiều chỉ có sớm trở về mới giúp vợ giải quyết hậu quả vụ án bị cáo xin hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội cứu vợ bởi chỉ có bị cáo mới làm được việc đó với những nỗ lực lớn nhất bị cáo cũng gửi lời xin lỗi từ con tim đến trương mỹ lan vì để vợ đơn độc trên con đường kinh doanh đưa ra quyết định rủi ro đồng thời hứa trước hội đồng xét xử sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với bị cáo trương mỹ lan để khắc phục hậu quả vụ án trong quá trình xét xử vụ án, sau khi đối đáp lần 2, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Chu Lập Cơ từ 11 đến 12 năm tù xuống còn 10 đến 11 năm tù về tội, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác thêm một cán bộ điều tra để làm rõ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, Tạm trú thành phố Biên Hòa Đồng Nai tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập. Cụ thể, công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Hiện cán bộ Lưu Quang Trung được điều chuyển công tác về phòng cảnh sát cơ động PK02 công an tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến sự việc này, trước đó công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương Cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người ký giấy triệu tập anh Vũ Minh Đức. Cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ việc anh Vũ Minh Đức tử vong. Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân Đức cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay, công an tỉnh Đồng Nai cũng chưa làm việc với gia đình. Hiện gia đình cũng đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có chức năng để làm rõ vụ việc. Như đã đưa tin, liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó, ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra, đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trợ rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay ngày 5 tháng 4, hàng chục học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Nha Trang Khánh Hòa có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói phải đưa vào bệnh viện thăm khám điều trị. Cụ thể khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên, nhiều học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói. Sau đó, giáo viên báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường, liên hệ xe cấp cứu đưa hàng loạt em cùng triệu chứng nói trên đến bệnh viện. Hiện tại, 12 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đã được đưa tới bệnh viện, trong đó một nữ sinh lớp 5 được xác định tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trường hợp tử vong là nữ sinh DNBT. Sáng nay, em T đang trong tiết học thì có triệu chứng mệt mỏi. Ngay sau đó, giáo viên nhà trường gọi xe cấp cứu đưa em T đi bệnh viện. Tuy nhiên, em T tử vong trên đường đi. Sau khi em tê tử vong, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà. Đến hơn 10 giờ sáng nay, rất nhiều phụ huynh khi nghe tin đã đến cổng trường tiểu học Vĩnh Trường để đón con. Cùng thời điểm trên, có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cũng đã có triệu chứng tương tự, được chuyển vào bệnh viện Tâm Trí. Nguồn tin chia sẻ với phóng viên cho biết rằng Hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường Vĩnh Trường, trường tiểu học Vĩnh Trường tổ chức nấu bán chú, song các em chưa dùng bữa sáng, còn trường trung học cơ sở không thực hiện bán chú. Sáng nay, các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé, bánh mì gà xé và các món ăn khác của các hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè. Thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Sau sự việc, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang đã tới hai trường trên cùng bệnh viện để làm việc, tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời công an cũng vào cuộc làm việc với những người liên quan, các cơ sở bán thức ăn để điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang điều tra xác minh nguyên nhân khiến học sinh lớp 5 tử vong để làm rõ thông tin. Công an thành phố Nha Trang, dân quân địa phương cũng có mặt để bảo đảm an ninh trật tự. Công an đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Trường cùng các đơn vị liên quan xác minh lấy lời khai ban đầu một số cơ sở thức ăn nhanh tại phường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong vòng một tháng trở lại đây, thành phố Nha Trang xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm gà. Hơn 360 người phải nhập viện. Mới đây, 10 học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi nhập viện sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường.